Hôm nay thầy sẽ chia sẻ chúng ta cái chủ đề về tức giận. Thì đây là một cái vấn đề mà nó vẫn thường hay xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Đó. Nhưng mà cái biểu hiện của nó thế nào? Như nào thì được coi là tức giận? Khó chịu đúng không? Thì ở đây các em thử xem là mình có rơi vào những một trong những cái biểu hiện này không nhé. Đây biểu hiện của tức giận này. Ô, chưa nhìn thấy cái gì à? Nhìn đó không? Thế cái biểu hiện của tức giận ở đây ấy, là thường chúng ta có cảm giác là nóng, bực, đúng không? Nóng trong người, bực, khó chịu, ghét, đúng không? Thù ghét cái gì đó, thù ghét ai đó, rồi muốn trả đũa, đúng không? Rồi không được thì chúng ta lại đẩy ra, đúng không? Chối bỏ nó, đuổi nó đi, đúng không? Rồi thậm chí có những phản ứng phòng vệ, đó, phản ứng lại, rồi sinh ra chán ngán, đó. Và một cái đặc điểm nữa của cái tức giận này đó là nó có tính dịch chuyển, đó. Và người ta gọi là có cái câu là giận cá chém thớt, ấy. Đúng không? Đấy. Tức là khi mà mình đang có cái nỗi giận về một cái điều gì đó, nhưng mà vô tình một ai đó xuất hiện trong cái lúc mình đang tức giận ấy, đúng không? Thì mình dễ chút lên đầu của cái người ấy luôn, đúng không? Thì đây cũng là một cái đặc điểm của cái tức giận. Thì đây là một số cái biểu hiện cơ bản chúng ta hay gặp của tức giận. Thì khi mà kể ra như thế này, chúng ta thấy trong cuộc sống chúng ta cũng rất rất hay xuất hiện cái cảm xúc này, đúng không? Cái trạng thái tức giận. Thế còn khi mà tức giận như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là gì? Thì ở đây nó có một cái số cái hậu quả như thế này. Là khi mà chúng ta tức giận thì thường là chúng ta sẽ mất bình tĩnh và chúng ta suy nghĩ nó không sáng suốt. Đúng không? Và chúng ta sẽ không kiểm soát được lời nói và hành vi. Rồi chúng ta sẽ nhìn mọi thứ nó sẽ sai lệch đi. Và khi chúng ta có những cái lời nói, những cái hành vi không tốt mà chúng ta xả năng lượng ra thì chúng ta sẽ bị tiêu hao năng lượng. Và thường chúng ta cảm thấy là sau khi mà chúng ta xả được cơn giận ấy, thì chúng ta cảm thấy người nó cũng mệt mỏi. Đúng không? Và có một cái đặc điểm như thế này. Là các nhà khoa học về sinh lý học thần kinh ấy, người ta cũng đã lấy huyết thanh của những người mà có cái trạng thái của tức giận ấy. Thì người ta phát hiện ra là trong máu của những người mà khi mà nó xuất hiện cái cơn tức giận này, nó xuất hiện một vài cái loại độc tố. Mà người ta chiết xuất riêng cái loại độc tố này ra mà tiêm vào chuột, mấy con chuột thí nghiệm ấy, là nó chết. nó chết. Đấy. Mà mới đây nghe một cái thông tin nữa mà không biết có chính xác hay không. Đó là khi mà những cái người phụ nữ mà đang cho con bú ấy, hoặc là người phụ nữ đang cái thời kỳ mang thai ấy, đúng không? Mà nếu mà thường xuyên mà có cái trạng thái tức giận thì cơ thể nó sinh ra những cái độc tố và nó gây hại cho đứa bé. Đấy. Rất nguy hiểm. Rối loạn sinh lý. Đó. Thế đấy là đối với cơ thể của cái người mà đang tức giận nhé. Nó xuất hiện những cái độc tố đấy, nó hủy hoại cơ thể mình. Thậm chí phụ nữ đấy có thể gây hại cho con. Đó. Rồi khi chúng ta có những cái lời nói hành vi mà không kiểm soát được ấy, đúng không? Có thể mắng chửi hay đánh đập, đúng không? Gây tổn thương người khác. Và như vậy nó làm cho những cái mối quan hệ của chúng ta nó bị sứt mẻ, đúng không? Gây tổn thương đến những mối quan hệ.
Và thường sau đấy, sau khi mà chúng ta có những người nói hành vi không đúng đấy rồi, mất kiểm soát đấy rồi, thì thường là chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc, đúng không? Day dứt. Đấy. Chỉ vì một vài cái tích tắc mà chúng ta không kiểm soát được thôi. À, thậm chí có những tình huống là gì đây? Cái cơn giận nó nổi lên quá ghê gớm đi mà lúc đấy không thể kiểm soát được. Và có những tình huống chúng ta thấy họ đưa lên trên báo đài mạng, đúng không? Những cái vụ án gọi là đánh đập người dã man rồi thậm chí giết người. Đúng không? Thì nhiều khi nó chỉ là do một cái cơn tức giận không kiểm soát được hành vi. Và để lại những cái hậu quả hối hận cả đời. Rồi nhiều khi mà chúng ta trong cái quá trình chúng ta tức giận như thế thì chúng ta không kiểm soát được mà. Lời nói và hành vi nó không chuẩn mực nữa. Và tự nhiên như thế thì trước mắt mọi người chúng ta sẽ đánh mất dần cái hình tượng của mình. Đúng không? Và nó làm giảm cái giá trị của bản thân. Đấy là một số cái hậu quả mà chúng ta sẽ thấy được từ cái tức giận nó mang đến cho chúng ta như thế nào. Thế ở đây thì thật ra là chúng ta cũng không muốn tức giận đâu, đúng không? Không ai muốn mình là người tức giận cả. Nhưng mà nhiều khi là nó vẫn cứ xảy ra, nó vẫn cứ đến. Thì nguyên nhân vì sao mà có cái sự tức giận? Nguyên nhân gì mà lại có sự tức giận? Thì cái nguyên nhân ở đây ấy, thường là đấy như có bạn ấy nói là thường do sự bất như ý, đúng không? Bất như ý, có những cái điều bất như ý trong cuộc sống. À, cái bất như ý thì đây chúng ta hiểu này, bất như ý nghĩa là gì? Bất là không, đúng không? À, là không được như ý của mình, đúng không? Không được như cái điều mình mong muốn, đúng không? Thế mà nói đến cái mong muốn thì chúng ta có nhiều cái mong muốn, nhiều cái nhu cầu đó, đúng không? Cho nên cái nguyên nhân sâu xa của cái dẫn đến cái điều bất như ý là chúng ta phải có cái mong muốn trước đã, đúng không? Chúng ta phải có cái mong cầu chứ. Mình muốn một cái gì đó và khi không thỏa mãn cái điều đó thì mình cảm thấy khó chịu, đúng không? Và kéo theo một số cái biểu hiện của tức giận. Đấy. Thì cái nguyên nhân sâu xa, cốt lõi, cái gốc rễ của nó vẫn là do cái mong muốn của chúng ta. Mà mong muốn của chúng ta thì nó nhiều, nó phong phú lắm, đúng không? Mà kể cả như ông Maslow, ông nghiên cứu rồi, tổng hợp lại nhu cầu của con người từ mấy chục năm nay đấy. Từ chỗ 5 nhu cầu lên đến 8 nhu cầu. Thì nó có những nhu cầu từ về mặt thân thể nhé. Nhu cầu về mặt sinh lý như là muốn được ăn ngon này, ăn no này, đúng không? À, muốn được mặc ấm này, đúng không? À, muốn được an toàn về mặt cơ thể này. Đấy. Rồi nhu cầu kể cả về mặt sinh lý đấy, đúng không? À, quan hệ tình dục đấy cũng là nhu cầu. À. Kể cả những người đi tu người ta cũng có nhu cầu nhưng mà người ta biết tiết giảm cái nhu cầu đấy đi thôi. À. Rồi cao hơn nữa là những nhu cầu về mặt tinh thần. À. Những nhu cầu về mặt tinh thần như là gì đấy? Muốn được yêu thương, muốn được tôn trọng, đúng không? Muốn được vinh danh, muốn được nổi tiếng, đúng không? Và còn có những cái nhu cầu nó cao siêu hơn nữa, nhu cầu được lên thiên đàng, lên cái một cái cõi giới cao, đúng không? Một cái nơi hạnh phúc vô biên, không có nỗi khổ, không có niềm đau, đúng không? Thì chúng ta có rất nhiều cái nhu cầu đấy. Và khi nó không thỏa mãn thì thường chúng ta khó chịu, tức giận. Đó. Và đi quá nên có thể những lời nói hành vi không đúng, không chuẩn mực. Thế ngoài cái nguyên nhân là cái mong cầu của bản thân mình ấy, nó còn có những cái nguyên nhân khác như là do gen di truyền nhé. Có những người mà do cái đặc điểm gen của mình ấy, nó rất là nhạy cảm. Đúng không? Nhiều khi hơi gặp cái gì đó không vừa ý thì cái nhỏ nhỏ thôi là nhạy cảm lắm, là dễ phản ứng ngay, dễ tức giận ngay. Đúng không? Nhưng mà có những người thì sao? Cảm thấy nó bình thường. Đúng không? Đấy. Ví dụ bây giờ có hai người thôi, cấu vào nách một cái thì cái người này nó nhạy cảm, úi dồi ôi ngay, và phản ứng khó chịu, tức giận, thậm chí
trả đũa này đánh lại ngay. Nhưng có những người cấu vai cái rồi vẫn cứ thấy cười hề, đúng không? Cái đấy là liên quan đến gen, đúng không? Đến cái cấu tạo cơ thể. Đấy. Rồi. Nhưng mà ngoài những cái nguyên nhân cốt lõi này ra, nó còn những cái nguyên nhân bên ngoài nữa, nha. Còn những cái bên ngoài đấy, nó gọi là cái duyên bên ngoài nó mang đến, đúng không? Đó là cái thói quen thôi. Ví dụ như ở nhà mà bố mẹ có hay cáu giận đấy, đúng không? Thì tự nhiên là chúng ta nhìn thấy cái biểu hiện, cái phản ứng của bố mẹ hay cáu giận như thế, tự nhiên nó lây sang chúng ta. Và chúng ta cứ nhìn thấy cách bố mẹ hành xử như thế, dần dần là chúng ta cũng bắt chước chúng ta hành xử theo, đúng không? Đấy, là do cái thói quen trong cái môi trường sống của chúng ta. Rồi một cái điều như thế này nữa, bây giờ các em phải hết sức chú ý này. Chúng ta sinh ra và lớn lên ấy, cái nhu cầu của chúng ta ấy, từ ban đầu ấy, là những cái nhu cầu nó rất là tối thiểu thôi. Ví dụ nhu cầu cần được sống, đúng không? Về mặt sinh lý, được ăn, được uống, được hít thở, đúng không? Được giữ ấm cơ thể, được an toàn về tính mạng, đúng không? Rồi kể cả nhu cầu về mặt sinh lý, về mặt tính dục cũng thế. Nó là những cái nhu cầu mang tính rất là bản năng, nó như nhiều loài động vật khác, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta ở trong cái xã hội mà nó càng phát triển, cái kinh tế thị trường nó càng thúc đẩy lên, thì chúng ta thấy là có xuất hiện càng ngày càng nhiều những cái nhu cầu mà thực sự là bình thường tự thân chúng ta không nghĩ ra, không có cái nhu cầu đấy. Nhưng vì cái sự kích cầu của cái kinh tế thị trường ấy, đúng không? Ví dụ như là gì đây? Ôi, mặc cái áo này xấu thế, bây giờ người ta phải mặc cái mốt này, nó mới đẹp này, thời thượng này, mới đẳng cấp này, đúng không? Đấy. Thế là dùng những cái chiêu bài để dụ dỗ chúng ta, thậm chí còn gây áp lực chúng ta. Rồi ôi, mặc xấu thế này đi ra chỗ khác, ở đây không dành cho những người đẳng cấp thấp, đúng không? Thế là chúng ta bị ảnh hưởng, đúng không? Chúng ta sợ bị kỳ thị, đúng không? Chúng ta sợ bị tách ra khỏi tập thể đấy. Mà nó đánh vào cái nỗi sợ đấy rồi chúng ta phải a dua theo, đúng không? Rồi thậm chí bây giờ là gì đấy? Ui, Covid thế này nha, bệnh nhiều nguy hiểm lắm nhá. Nay mà không uống cái thuốc này, uống thuốc kia vào à, dính thì chết đi. Đánh vào cái nỗi sợ của chúng ta, đúng không? Hay ví dụ bây giờ nghe quảng cáo sữa thế thôi, làm như kiểu uống cái sữa vào là nó thông minh vượt trội, đúng không? Ờ đấy, ui dồi, uống cái sữa đồng nành à? Ôi trời ơi, uống xong đập gãy cả cái ghế đá này, quảng cáo điều thế. Thế nhưng mà nó đánh vào lòng tham, đúng không? Nhiều người muốn mình có sức khỏe như thế, thế nên mua về uống. Thì thậm chí đấy, ví dụ như một số cái sản phẩm sữa đấy, cao hơn, thông minh hơn, đúng không? Uống sữa bò thì giỏi lắm đấy, thông minh như bò thì chứ. Vâng, muốn thông minh như người thì phải uống sữa người, uống sữa mẹ chứ, đúng không? Cho nên là quảng cáo nha, người ta vẫn quy định là không được bỏ cái câu này, mà chúng ta nghe quảng cáo nó đọc rất là nhanh, đọc rất là ẩu, đúng không? Quảng cáo trên hoành tráng, âm thanh hoành tráng to lắm, hình ảnh rực rỡ lắm, nhưng mà gần hết quảng cáo nó chỉ có cho khoảng tầm 1-2 giây thôi, đúng không? Sữa mẹ là một thứ tốt nhất cho trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh. Đọc như thế ai mà nghe kịp, đúng không? Mà người ta chỉ để ý quảng cáo hoành tráng ban đầu thôi, đúng không? Đấy, nó đánh vào cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta, nó thực sự cái chất đấy nó có cần cơ thể chúng ta không, đúng không? Thứ hai, nó đánh vào cái lòng tham của chúng ta, đánh cái sự thiếu hiểu biết và lòng tham. Thế là tự nhiên chúng ta hình thành cái nhu cầu đấy, và chúng ta cứ nghĩ là à, phải có cái đó, không có cái đó là chết rồi, nó ảnh hưởng sức khỏe lắm, đúng không? Thế là chúng ta bị kích thích cái nhu cầu này lên, và thực chất là nó không cần thiết, đúng không? Và chúng ta không cần. Cho nên chúng ta thấy bây giờ nha, rất nhiều cái bệnh nó từ cái hóa chất độc hại, từ cái sản phẩm sản xuất công nghiệp. Các em biết bình thường cái đồ ăn của chúng ta chỉ nấu ra trong 1-2 ngày, cùng lắm sang ngày thứ 3 thôi, nó đã bị hỏng, đúng không? Thế mà đây nó sản xuất ra để vài tháng, vài năm mà nó không bị hỏng, bị thiêu thối, thì chứng tỏ nó cho cái chất độc hại vào đấy, sinh vật nó còn không sống nổi. Thế mà chúng ta ăn vào, đúng không? Có thể nó kiểm tra, kiểm chứng lâm sàng. Lâm sàng là gì? Nó cho lên giường kiểm tra tạm thời thôi, nó không thấy biểu hiện gì, không thấy ngộ độc, thế là cấp giấy phép cho bán. Nhưng mà 5 năm, 10 năm, 20 năm bắt đầu nó tích tụ chất vào,
Nó mới phát tác bệnh. Và đây chúng ta thấy một cái điều là tại sao trẻ em phương Tây nó phát triển về mặt giới tính nhanh thế. Vì rất nhiều những cái hóa chất độc hại như là cái phẩm màu công nghiệp này, cái E102 này, rồi cái hóa chất đép ấy, nó đưa vào, nó là phụ gia thôi, đưa vào để chế biến, để sản xuất ra những cái thực phẩm đấy. Mà trẻ em nó ăn rất nhiều cái thực phẩm ăn sẵn đấy. Và tự nhiên nó kích thích cái quá trình phát dục nó lên sớm. Đấy. Và cái quá trình mà tính dục nó phát triển sớm lên ấy, thì làm cho cái đứa trẻ nó lớn lên rất nhanh, nhưng mà nó già đi cũng rất nhanh. Bây giờ chúng ta nhìn thấy hai cái, bây giờ chúng ta là 15 sang 16 tuổi đúng không? Thì cái 15, 16 tuổi ở bên Tây nó như thế nào? Chồng nó cứ nhiều hai mấy, ba mấy tuổi. Đúng không? Và cái người 60 tuổi của phương Tây nhìn nó già như lúc bà 7, 80 của mình. Nó lão hóa nhanh. Đó. Nên chúng ta phải hết sức cảnh giác với những cái sản phẩm công nghiệp. Đó. Và nhiều khi không cần thiết, mà cũng thực sự là không tốt cho sức khỏe, nhưng mà vì nó kích cầu này, cái lợi nhuận mà muốn bán được hàng thì nó phải phải dụ dỗ kích cầu chúng ta đấy, nên chúng ta phải hết sức cảnh giác với cái điều này. Đấy, thì đấy là có những cái nguyên nhân từ bên ngoài nữa, nó kích thích cái mong cầu của chúng ta lên, và khi chúng ta không đạt được, ví dụ như là bây giờ một đứa trẻ con chúng ta thấy không, cứ quảng cáo bim 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 bim, không, công nhận là cái vị của nó kích thích cái gia vị, cái vị giác của chúng ta nó hấp dẫn thật, nhưng mà đa phần hóa chất độc hại thôi, đúng không? Nó chưa phát bệnh ngay đâu. Đấy. Xong là quảng cáo cứ hàng ngày mở tivi với điện thoại ra là quảng cáo phà này, làm cho đứa bé từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn là hình dung là lúc nào cũng phải ăn cái này này, phải uống cái này này, đúng không? Mà không có cái nó khó chịu, tức giận. Nhìn thấy những đứa trẻ khi mà nó không được ăn kẹo, không được ăn bánh, không được uống nước ngọt, nó tức giận, nó khó chịu. Các em thấy chưa? Đấy, cũng từ chỗ làm gì đấy. Sinh ra như ví dụ ở trong bản, làm gì biết cái kẹo là cái gì, biết chai nước ngọt là cái gì đâu, đúng không? Thì có cần nhu cầu đòi hỏi nó đâu, vẫn sống vẫn lớn phát triển bình thường không, đúng không? Thế cho nên phải hết sức cảnh giác cái điều này. Thì đấy là những cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái sự mong cầu của chúng ta, và có những cái mong cầu thì là tối thiểu cần thiết đấy, thì chúng ta cố gắng đảm bảo được để duy trì cái sự sống phát triển một cách bình thường. Thế còn những cái nhu cầu khác không cần thiết thì chúng ta cắt giảm bớt nó đi. Bởi khi chúng ta mà càng tiêu dùng nhiều ấy, thì sản xuất công nghiệp nó càng đẩy mạnh lên, và cái việc mà nó xả thải ra môi trường càng ngày càng nhiều. Ngay cái Covid này này, nó cũng là một cái hiệu ứng của cái việc ô nhiễm môi trường. Các hóa chất độc hại này nó thải ra môi trường, nó làm cho các sinh vật nó bị biến đổi gen. Và cái Covid này nó cũng chỉ là một cái chủng virus SARS mà nhiều năm trước nó đã có rồi đấy, mà người ta đã khống chế được nó, nhưng vì nó biến đổi gen do ô nhiễm môi trường, nó biến đổi thành những cái chủng khác nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta tiêu thụ cái sản phẩm công nghiệp, chúng ta phải hết sức cân nhắc và hạn chế. Và đấy là chúng ta tìm thấy nguyên nhân rồi, bây giờ là giải pháp làm thế nào. Đấy. Thì khi mà xuất hiện cái cơn giận rồi, đúng không, thì chúng ta hãy ngưng lại đã, cố gắng ngưng lại. Khi chúng ta cảm thấy khó chịu lắm thì ngưng lại. Ngưng lại ở đây là ngưng lại cái gì? Ngưng lời nói và ngưng hành động, đúng không? Có thể chúng ta tức lắm nhưng chúng ta cứ ngồi im tại chỗ đi, đúng không? Ngồi im tại chỗ lúc đấy nóng máu lắm rồi, thở dốc, đúng không? Thì hãy ngưng lại, đừng nói gì và đừng làm gì lúc đấy, hãy cứ ngồi im đi, đứng im đi, được chưa? Đấy. Và quan sát vào bên trong mình để cảm nhận xem là mình đang tức đến mức độ nào, đúng không? Mình đã tức lắm chưa hay là hơi hơi thôi à. Mà tức như thế là do cái gì, đặt câu hỏi tại sao mình lại tức như thế, cái gì làm mình tức đây, đúng không? Chính mình làm mình tức hay là do người khác làm mình tức, đúng không? Và khi mình tức như thế thì mình cố gắng mình quan sát, cảm nhận được cái cơn tức của mình nó đang ở mức độ như thế nào. Đó. Và một cái điểm neo ấy,
để chúng ta có thể kiểm soát được cái cơn tức giận đó là chúng ta để ý xem lúc đấy mình đang thở mạnh hay là thở nhẹ. Đúng không? Thường càng tức giận ấy, thì hơi thở nó càng như thế nào? Càng mạnh, càng dồn dập lên và nhịp tim nó cũng tăng lên. Đúng không? Thì lúc đấy chúng ta hãy cảm nhận cái cơn tức giận của mình bằng cách là gì đấy? Quan sát cái hơi thở của mình. Đúng không? Xem mình có đang thở gấp không? Nếu mà thở gấp quá thì hãy cố gắng làm sao đấy? Hít thở thật sâu vào. Đúng không? Đấy. Và chỉ cần quan sát cái hơi thở đấy chỉ một lúc thôi. Đúng không? Là bắt đầu cái cơn tức giận nó sẽ được giảm dần. Được chưa? Đấy. Và có một cái như thế này, nếu mà chúng ta đã kiểm soát được như thế rồi mà vẫn rất là khó chịu thì có một cách nữa trong 36 kế mà chúng ta hay biết, một cái kế đó là gì? Kế chuẩn, đúng rồi. Là trường hợp mà chúng ta không thể đương đầu được với nó thì tốt nhất là chúng ta tránh nó đi. Cho nên các cụ có câu là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đúng không? Khi chúng ta không giải quyết được nó thì tốt nhất tạm thời chúng ta hãy tránh nó đi. Được chưa? Tránh nó đi. Hay còn gọi là cắt xúc, hay là cắt cái sự tiếp xúc, không tiếp xúc với cái mà gây cho mình sự khó chịu đấy. À, thậm chí khi biết là mình gặp một cái người này, cái người mà mình khó ưa nó, mình ghét lắm. Đúng không? Mà gặp cái người này mà nói chuyện rất là vô duyên, mà nói toàn kiểu kích bác và chửi bới, mà mình gặp người đấy là mình khó chịu lắm. Thì mình biết điều đấy thì thôi mình tránh họ đi. Đúng không? Tránh họ đi. Nhưng mà nhiều khi không tránh mãi được. Đúng không? Trái đất tròn mà. Đúng không? Thậm chí là tránh người này thì gặp người kia, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đấy. Đúng không? Cho nên là để giải quyết sâu xa được cái cơn giận này đấy, thì chúng ta phải quay về là cái người hay cái sự việc nào đấy nó làm cho chúng ta tức giận và nó gây ảnh hưởng đến cái gì của chúng ta. Đúng không? Nó làm chúng ta thiệt hại cái gì? Đó, làm chúng ta bất như ý cái gì, không thỏa mãn cái gì? Ví dụ nghe một câu chửi thì cái đấy ảnh hưởng đến cái điều gì? Ảnh hưởng đến cái mong muốn gì của mình? Mong muốn được tôn trọng, đúng không? Và nhiều khi chúng ta mong muốn tôn trọng bản thân mình quá lên, đúng không? Mà ai đó xúc phạm mình cái là mình cảm thấy là bất như ý rồi, đúng không? Cảm thấy không như ý muốn, là khó chịu thôi. Như vậy thì chúng ta tìm những nguyên nhân đấy thì chúng ta là cái sự tôn trọng, người ngoài tôn trọng mình hay không, nếu có thì tốt, mà không có thì thật ra nó cũng không có cái gì để ghê gớm cả đâu, đúng không? Người ta có tôn trọng mình thì người ta cũng có mang cho mình ăn hàng ngày đâu, đúng không? Người ta cũng có bảo vệ mình 24 giờ đâu, mà vẫn phải là mình tự kiếm ăn đấy, đúng không? Tự mình chăm sóc mình. Chứ cái việc mà người ta tôn trọng mình nhiều hay ít, có thì tốt, không có thì cũng không nặng nề cái gì cả, đúng không? Thì nó nhẹ nhàng đi thôi, đúng không? Tức là chúng ta học cái cách chấp nhận. Và trong cuộc sống này thì rất nhiều cái điều bất như ý nó xảy ra, chúng ta tập chấp nhận. Chỉ trừ những cái nào mà nó đang có cái nguy cơ nó gây hại đến tính mạng và sức khỏe của mình ấy, đúng không? Thì có những lúc buộc phải mình phải phản ứng lại ngay, nhưng còn thông thường nhiều cái khác mà chúng ta kiềm chế lại, chấp nhận. Bởi vì xét cho cuối cùng là gì đấy, nó cũng không cái gì là ghê gớm cả đâu, đúng không? Và trong lịch sử Trung Quốc ấy, nó có một cái câu chuyện như thế này, là có hai vị tướng của hai bên mà đang giao chiến với nhau đấy, thì trước khi mà đánh nhau là nói nhau, kích nhau. Đấy, dùng những lời lẽ cay độc đấy để làm nhục đối phương. Và trong hai ông đấy thì có một ông nói rất là thâm thúy, mà nói đến mức để cho cái ông tướng ở bên kia uất ức, tức giận đến lúc đến cái mức gọi là ọc máu và chết luôn. Mà tướng chết thì quân lính là tan rã rồi, đúng không? Bị kích cái sự tức giận lên. Không? Đấy. Cho nên là nhiều khi chúng ta phải thấy là một vài cái lời nói có thể là không tôn trọng, đúng không? Hay là thậm chí là mắng nhiếc chúng ta này, hay là chửi bới này, đúng không? Thì thật ra nó cũng bình thường thôi mà. Người ta bảo lời nói gió bay mà, đúng không? Thì thôi, chúng ta chấp nhận những cái đấy bình thường. Đúng không? Thì chúng ta bớt cái đòi hỏi
những cái thứ đó, bớt cái mong cầu này. Khi mà chúng ta có những cái mong cầu nó dễ thỏa mãn đấy, đúng không? Thì nó dễ đạt được, mà khi đạt được thì chúng ta vui hạnh phúc thôi. Nhưng mà nếu chúng ta càng có nhiều những cái mong cầu mà nó khó thực hiện ấy, đúng không? Thì càng xảy ra cái điều bất như ý, và càng bất như ý thì càng thấy khó chịu hơn, đúng không? Cho nên giảm cái mong cầu xuống một chút. Đấy. Đấy nha. Ngoài ra như thế này nữa này. Chúng ta tập một cái điều này nữa này. Khi mà chúng ta có lòng yêu thương bao dung mọi người ấy, đúng không? Em cứ ngẫm xem, khi chúng ta có lòng yêu thương bao dung đối với người khác thì người ta có thể là vô tình gây hại cho mình, hay thậm chí người ta cố tình nói xấu mình chẳng hạn. Thì nếu như mình có đủ lòng yêu thương và sự bao dung đủ lớn thì mình cũng không chấp người ta, đúng không? Mình cũng sẵn sàng tha thứ cho người ta, bởi vì ít nhiều người ta cũng có cái sự thiếu hiểu biết và cái nỗi khổ của người ta, đúng không? Chứ đi gây hại cho người khác đấy là điều dại dột. Bởi vì làm sao này, muốn người khác yêu thương mình còn chả được, huống hồ đi đây lại làm cho người ta thù ghét mình, như thế là dại còn gì nữa, đúng không? Cho nên những ai đó mà đang gây hại cho mình ý, thì thật ra họ cũng đang là đáng thương lắm, đáng thương, họ đang thiếu hiểu biết. Cho nên nếu mình chúng ta mà có cái lòng yêu thương bao dung đó, chúng ta chấp nhận, chúng ta tha thứ cho họ, thì chúng ta chả có gì mà tức cả, đúng không? Thấy bình thường, còn thậm chí là thấy họ đáng thương, đúng không? Thậm chí lúc đấy còn muốn giúp họ để họ đừng làm cái điều đấy. Và cái cuối cùng đó là khi chúng ta có được cái sự hiểu biết, đúng không? Có cái lòng yêu thương bao dung, đấy là đạo đức, đúng không? Và chúng ta có một cái nghị lực, đó là cái sự chịu đựng, đúng không? Nhẫn lại, kiên trì, bền bỉ. Và một cái sự tĩnh tại, đúng không? Khi những cái bất nhí nó xảy ra, chúng ta hay tĩnh lại đó. Bình tĩnh lại. Kể cả bây giờ nhé, rất nhiều người đi đến khám bác sĩ tâm lý thì câu đầu tiên của bác sĩ tâm lý bao giờ cũng nhắc đến cái người bệnh, đó là anh chị hãy bình tĩnh. Câu đầu tiên của các bác sĩ tâm lý đều khuyên bệnh nhân là hãy bình tĩnh, đúng không? Đó chính là ngưng lại, đúng không? Ngưng lại để cảm nhận bản thân mình như thế nào đã, đúng chưa? Sau đó mới đi tìm căn nguyên và giải quyết nó. Đó. Chứ không chúng ta nói ngay làm ngay là chúng ta lúc đấy chưa suy nghĩ được, đúng không? Nó nói sai làm sai là dẫn đến hậu quả. Thì đấy là một vài cái điều mà muốn chia sẻ chúng ta về cái sự tức giận.